mua một vài cái giống dòng một vài cái con cá mới nè bạn, cho bạn xem. Thì hiện tại mình đang thuần nước cho tụi nó nè, full red nè bạn. Đó, mình thuần nước bằng cách là mình treo cái bịch nước nè, rồi mình châm lỗ cho nước chảy xuống từ từ. Thay vì bạn cần phải đi mà các bạn tát đồ, tát nước vô lâu lâu bạn tát nước vô một cái để cho con cá làm quen từ từ, thì này mình chơi theo kiểu này luôn. Thì bên đây là mình có cò đen nha bạn, cò đen hai con máy bắt về ghép với hai con trống nhà nữa. Đó. Còn bên đây là coi gen, coi gen ia. Thì dòng này mình chỉ bắt về chơi thử thôi, chứ ban đầu cũng dự định mình tính bắt red ia luôn chứ không phải là gen ia. Nhưng mà cá nhỏ không à, bên trại người ta còn cá nhỏ không à, không có cá lớn. Với lại người ta giữ lại mấy con red ia đặng ta làm giống rồi á, ta chỉ cho ra gen ia thôi, mình chỉ mua gen ia về thử ha. Thì mua về chơi thử xem sao vậy thôi. Đó, hiện tại thì mình đang thuần nước cho nên nó nè. Đó, như bạn thấy, bạn thấy không, bèo này, ốc này đó, là ốc đá vàng ha. Mình vớt trong mấy thùng cá mình ra, tại vì mình có bỏ muối á, ốc nó kiệm muối mình quên, nó bị thục hết rồi, không biết là chịu nổi hay không, bỏ ra đây luôn chứ để trong đó để nó chết nó hư nước nữa. Còn này là bèo tai chuột nè, chủ trại cá cho mình nè. À, lúc trước cần phải bèo này là cần phải mua nè các bạn, trước bèo này là cần phải mua nè, nhưng mà nay thì không thèm, không cần mua, nó cho không ai xài, ra con dữ lắm. À rồi, mình gom lại luôn. Mục đích làm video ngày hôm nay là nói về thuần nước cá, xong rồi cho cá ăn rồi các kiểu. Đó, thì những bầy khác thì mình cũng đã cho ăn rồi. À, mình chỉ cho lại ba loại này là mình chưa cho ăn. Không nên cho cá mới mua về ăn liền nha các bạn. Ha. Mục đích của video ngày hôm nay và mình cũng sẽ giải thích kỹ luôn tại sao không nên cho cá mới mua về ăn liền. Cái thứ nhất, cá mới mua về ăn liền nó sẽ bị stress. Các bạn thấy nó nằm ì một chỗ nè, bạn thấy không? Dễ bị tình trạng này khi mà vận chuyển xa. Ha. Như vậy nó còn đỡ, đối với những con này nó lạ nước nó sẽ cọ mình. Ha. Như vậy còn đỡ. À. Như vậy còn đỡ. Các bạn thấy nó bơi lội bờ bình thường, nhưng mà đối với những như full red nè, những con cá mà khó tính thì nó nằm một chỗ như vậy, các bạn cho nó ăn nó cũng ăn ít hoặc nó không ăn. Đó, thì nó bị stress như vậy đó. Khi mà bạn di chuyển thì nó sẽ bị căng thẳng rồi nó núp gốc các kiểu, làm các kiểu cắt trò luôn. Đó, khi mà bạn cho nó ăn, giờ nó có ăn ít đi chăng nữa thì nó cũng không tiêu hóa được tốt nha bạn, dễ bị sình bụng. À, để bạn căng thẳng mà bạn bắt các bạn ăn cũng đâu có vô. Chính xác không? Bắt các bạn ăn, ăn cũng đâu có vô. Đó. Rồi. Bạn thấy bây giờ là mình chờ tới, mình phải để ít nhất là tới ngày mai hoặc ngày mốt thì mình mới cho tụi nó ăn. Thấy tụi nó quen nước như tụi này á, thì chắc tầm khoảng ngày mai. Gen ia nè, tầm khoảng ngày mai. Coi đen này cũng tầm khoảng ngày mai. Chỉ có thằng full red này sao thấy nó căng quá, chắc ngày mai chưa quen được đâu. Từ từ chắc tầm khoảng ngày mai ngày mốt vậy đó, mình thả cho nó ăn 24 tới 48 tiếng. Về mình thuần nước xong xuôi mình mới cho tụi nó ăn được. Đó. Chứ bây giờ cho ăn liền tụi nó cũng không có ăn. Ha, để cho tụi nó quen với cái nước mới cái hả. Còn đối với những cái bầy này thì mình phải cho ăn rồi. Tới giờ rồi, cũng 4 giờ chiều rồi các bạn. Tới giờ cho ăn, mình cũng đang cho tụi nó ăn nè, bạn thấy không? Mình đang cho tụi nó ăn nè. Đó, nước này hơi xấu. Nước của bầy này hơi xấu. Để ngày mai trước khi cho tụi nó ăn á, mấy bữa nay cũng mưa quá cũng không dám thay nước nha các bạn. Mưa quá cũng không dám thay nước. Để cho tụi nó, với lại mình cũng đang vô muối cho nó, ngâm muối cho nó ngày. Ngày mai mình rút nước ra, mình châm nước mới vô. Rút ra một ít thôi, châm nước mới vô đặng cho nó mới nước thôi. Đó, bầy này thì quá quen thuộc với bạn này. Cho ăn rồi, hết thức ăn rồi, còn có miếng nào cho ăn đỡ thôi bạn. Hết rồi. Một lát phải đi mua thức ăn nữa. Đó, cá con thì bảo là mập ú các bạn thấy không? Đồng ghê không? Đó. Còn bài này là bài cá bệnh của mình.
hôm qua phát hiện có con bị nấm thủy mi á đó. Hôm qua phát hiện có con bị nấm rồi mình vô muối mang ốc nó cũng vô cũng khá nặng liều đó, đặng mà mình chặn liền mà hiện nay thấy không có phát hiện cá bị thêm nha các bạn ha, vẫn khỏe sau một ngày rồi ha, ngày chiều hôm qua tới chiều bữa nay thấy không phát hiện thêm, vậy là chỉ muối nó hiệu quả rồi, chặn bằng muối nó hiệu quả rồi, mình không thêm thuốc gì thêm hết, chỉ ngâm muối này thêm vài ngày nữa rồi mình rút nước ra rồi mình châm nước mới là thôi, múc ra chứ không có nuôi nó trong môi trường nước muối luôn ha, chặn được rồi là khỏe rồi đó. Khi mà phát hiện bệnh sớm thì bạn thấy tha hồ rất ít. Bầy này full lách mấy con ốc thấy ghét không, cho cá ăn cái nó nổi lên nó cạp cám là nó ăn cám rồi bạn thấy không, nổi nữa lên trời đó. Còn cái bầy này thì bạn đã thấy rồi, mình bắt Dumbo, trống Dumbo ra đó, mình lột trống ra mình nhốt riêng ở ngoài như vậy đó, đi vô trại người ta thấy trống Dumbo người ta lên người ta thấy mê, trống nhà lên người ta thấy ghét, lên nếu ngoe không cũng không phải chế độ cho ăn đâu nha các bạn, cũng không phải là do thức ăn đó, thức ăn mình nuôi cá mình lên màu rất là tốt mà cái này là do gen không được đảm bảo nè, gen đang yếu chắc mình phải đổi để mình nuôi nó thêm nửa tháng nữa coi coi, nó thấy nó chớm tay đó bạn thấy không, để mình nuôi nó thêm nửa tháng nữa xem nó lên tay mạnh không, nếu mà lên tay mạnh thì giữ, còn nếu mà lên tay không mạnh thì chắc mình dạt hết xấu à. Mấy chị mái bầu, chỉ mấy chị mái mập, mấy chị mái bầu của mình, bốn con mái bàn trống Tiger Half Moon nha các bạn, Tiger Half Moon con này để bạn biết rồi nè, ở trong đây có mấy con mà lam đỏ quá trời luôn nè, bạn thấy không, đẹp không, mình cảm thấy nó đẹp nhưng mà nó lam nha các bạn, nó dạng như vậy sao bạn? Nó bị ấy màu á, nó bị lem màu, kêu cá bị nhiễm á, giống vậy. Đó, có cá con bầy này thì rồng đỏ nè à, chuẩn bị có cá đẻ nữa rồi đó, các bạn thấy mấy máy no rồi là sắp có cá con nữa rồi đó nè, như con máy này, như máy này nè bạn thấy không đó, bầy cá con của mình nè vẫn mạnh khỏe bình thường, thì tất cả những thùng này thì mình đều vô muối hết rồi ha à. Đó còn này là bầy rồng đỏ nữa nè, gần một tháng tuổi, 25 ngày tuổi, 26 ngày tuổi thì bạn thấy như thế nào, to đang lên màu luôn nha các bạn đang lên màu luôn nha, rồng đỏ rất bông đó, mình chuẩn bị mình nếu mà được đó, mình có một con nó bị gãy ở một bên dây bơi nha các bạn đó, có con bự ở dưới á này, nó ra cuộn dài đó bạn thấy không, phát triển rất là tốt, hôm bữa mình phải cắt á, nó chui ra dính cái rổ mình phải đè mình cắt á, chứ mà không cắt là nó đâu có ra nữa đó. Rồng xanh rồi, còn cá trong nhà thì mình cũng đã cho ăn rồi, full gold rồi, mình cũng đã cho ăn xong hết rồi, bạn vô xem full gold của mình nha. Đó, full gold của mình nè, cũng cho ăn rồi nhưng mà hơi thiếu nha bạn, hết cám rồi, nó hơi thiếu chút xíu, mình đã cho tụi nhỏ này nó ăn ít chút xíu, thành ra nè bạn thấy mình lại là nó còn đói á, nó còn vẫn bu lại nè, quá trời luôn à. Còn bên đây là hũ cá bảy màu tạp nè, các bạn thấy hũ cá bảy màu tạp của mình không, cá bảy màu tạp nuôi bằng hồ kiến lên đủ thứ màu ha, rồi có một số con lên màu rất là đẹp nè, để mình cho bạn coi nè, như cái con này các bạn thấy, các bạn để ý là lên màu rất là đẹp, rất là lạ, vừa xanh vừa đỏ nè, mình lên qua văn thân luôn nha, để mình cho bạn coi hình như con này ê nhảy xuống rồi. Nhảy xuống rồi các bạn ơi, nó lên qua dân thân luôn đó, bày full gold con nè, rất là khỏe. Đó,
ổn rồi. Trong này thì mình không có vô nước, không có vô muối. Trong đây thì mình không có vô muối tại vì ở ngoài này với ở trong này với ở ngoài đó nó có mấy nè. Bên ấy mình có hai con trống vuông, hai con trống co đen nè, ghép với hai máy kia nữa thành hai cặp nha. Đó, quay lại với lại cái bầy cá mà mình mới mua nè, thì mình cũng đã nói rồi, không nên cho cá ăn liền, tầm khoảng 24 tiếng hoặc là 48 tiếng sau rồi mình hãy cho cá ăn, sau quá trình mà thuần nước như vậy đó. Sau quá trình cho tụi nó làm quen nước thì các bạn hãy cho tụi nó ăn, tại vì tụi nó bị stress, tụi nó cũng không ăn là cái nhất. Nếu mà tụi nó ăn ít là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là có khả năng gây sinh bụng rất là cao ha. Đang căng thẳng mà tụi nó cho nó ăn nó cũng đâu có ăn đâu. Đó, bầy coi thì cũng đang rất là ấy, bầy coi gen nè, cũng mình cũng rất là thích cái dòng coi red ear, chứ không phải là hông, nhưng mà mình muốn nuôi là nuôi coi red ear luôn chứ không phải là coi gen. Nếu mà nuôi coi red ear trước á thì mình nghe nói cái dòng này cũng tương đối là khá khó ha, nó khó nhưng mà nó cũng ấy nữa, khó đẻ ra red ear lắm. Mình muốn nuôi, mình vô thì chủ trại nó giới thiệu mình nuôi cái này trước đi, rồi hả nuôi cái kia thì mình cũng nghe, mình nuôi cái này trước cái đi, rồi mình hả quay qua mình nuôi cái kia. Đó, full red, các bạn thấy vô là cá nằm im re. Rồi, bây giờ thì mình chỉ cần máng như vậy tới sáng ngày mai mình làm cho một bịch nữa, rồi là mình bắt đầu cho tụi nó ăn ha. Máng vậy là cái bịch này là nó nhiễu từ bữa nay tới ngày mai, sáng ngày mai luôn nè nha các bạn, nhiễu từ bữa nay tới sáng ngày mai. Cái sáng ngày mai mình làm một bịch nữa, cái chiều ngày mai mình cho tụi nó ăn cái nữa là ok rồi ha, là ra hồ mới được ha, là ra hồ mới được rồi đó. Hồ mới hoặc là một là chiều ngày mai xong rồi cho nó tụi nó ăn, rồi ngày mốt mình ra hồ mới, hoặc là mình sẽ để trong cái hồ này luôn, rồi mình sẽ thuần nước thêm sâu về độ sâu nữa. Nếu mà làm cho mới có một ngày thì không được, phải một tuần nha các bạn, một tuần chăm nước như vậy một tuần luôn. Tại vì cái hồ của mình nó cũng, mình nếu mà mình ra hồ là mình ra cái hồ này, ra cái hồ bự như vậy, thì cái hũ nước này nó nhỏ quá, nếu mà đổ ra thì đâu có đủ nước ha. Cái hũ này là nước của trại cá đem về luôn á, chỉ cần chăm nước mới vô thôi chứ mình không có thay, không có gì luôn á, không có mà ấy gì luôn á. Đó, bây giờ thì mình lấy đồ mình đậy lại cho nó kín, đỡ gió nữa là xong ha các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye các bạn.